Ngay trong ngày hôm nay, lực lượng bộ đội biên phòng của An Giang cho biết đã phát hiện ngăn chặn hàng chục người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thông qua đường sông. Lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu của An Giang cũng đã ngăn chặn 28 người trong 6 gia đình sống tại Campuchia đang chuẩn bị vượt biên trái phép vào nước ta. Khoảng 0 giờ 45 phút ngày mùng 1 tháng 5, Tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương phối hợp với lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp tuần tra kiểm soát trên sông Tiền, phát hiện nhóm người trên đi trên 14 ghe vỏ lãi từ Campuchia đến biên giới để nhập cảnh vào Việt Nam trái phép lực lượng chức năng đã vận động yêu cầu các hộ trên quay trở lại campuchia đồng thời cũng thông báo cho các lực lượng phía campuchia hội việt kiều phối hợp tiếp tục ngăn chặn không để những người này nhập cảnh trái phép vào việt nam Trước đó, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương cũng đã phát hiện xử phạt 6 trên 7 người, trong đó có một trẻ em đi bộ hướng từ Campuchia về Việt Nam, đoạn xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu. Họ khai không có hộ chiếu nên xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc. Do dịch bệnh, không có việc làm nên trở về Việt Nam, những người này đã được đưa đi cách ly tập trung.